Thành phố Hồ Chí Minh đang trải qua những ngày nắng nóng oi bức. Tuy nhiên, thay vì tìm đến những loại thức ăn, nước uống giải nhiệt thì rất đông các bạn trẻ ở Sài Thành lại đang rủ nhau đi ăn món mì cay 7 cấp độ. Món mì cay xé lưỡi này có gì đặc biệt khiến cho các bạn trẻ tìm ăn cho bằng được như vậy? Liệu món ăn này có gì nguy hại đến sức khỏe người ăn hay không? Mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau đây để có câu trả lời. 11 giờ trưa tại một quán mì cay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Có hàng trăm lượt khách đến thưởng thức ở nhiều độ tuổi khác nhau và cũng thưởng thức mì nhiều cấp độ khác nhau. Dù biết mình đang bị bệnh về dạ dày, tuy nhiên cô gái này đã gọi cho mình tô mì cay ở cấp độ 7. Bình thường là cảm nhận của cô gái sau khi thưởng thức. Dù đối với nhiều người thì mì cay ở cấp độ 2 đã là một bài toán khó. Sau khi thử cái mì này thì mùi vị nó cũng bình thường. Nếu mà càng ăn cay thì cái vị chua nó càng tăng thôi, chứ với cái vị nóng, vị cay thì mình không cảm thấy. Do cái độ nóng nó làm tăng lên cái độ bỏng rát trên lưỡi mình với trên môi mình thì mình cảm thấy nó cay thôi. Thật sự không cay. Mặc dù đang bị viêm dạ dày nhưng mà vẫn ăn. Tại vì tò mò. Trào lưu ăn mì cay theo 7 cấp độ trở thành một cơn sốt trong suốt thời gian qua tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cấp độ thể hiện lượng ớt cho vào ít hay nhiều. Nguyên liệu tạo nên độ cay cho mỗi tô mì chính là bột ớt Naga Fiber, giống ớt được lai tạo từ 3 loại ớt cực cay. Mình đang thử mì cay ở cấp độ 4 thì đúng là mình dần dần mình sẽ ăn cấp độ càng cay lên. Nó chua nhưng mà vừa ăn, lúc đầu mình ăn mình có độ nóng lên thì mình sẽ cảm thấy nó rất là cay. Nhưng mà dần dần cái độ nóng, cái độ mà hơi nóng nó xuống á, thì mình cảm thấy nó ăn không cay mấy. Và có lẽ là chuyện cũng không có gì đáng nói nếu nhiều bạn trẻ không thách đố nhau để nâng khả năng ăn cay mà không hiểu tác hại của nó là như thế nào. Khi mà chúng ta ăn quá cay thì cái chất vị cay ở trong ớt hay là trong những cái chất khác nó sẽ kích thích cái niêm mạc của hầu họng ở tại chỗ, và sau đó chúng ta nuốt vào thì kích thích ở niêm mạc dạ dày. Cái chuyện đầu tiên khi cái chất cay quá nhiều như vậy nó sẽ gây làm cho phỏng rợp cái lớp niêm mạc, nó làm mất đi cái chức năng rồi. Nó lại làm có thể viêm, có thể loét cái vùng niêm mạc đó. Thì vô hình chung chúng ta đưa đến một cái bệnh gọi là đường họng và ở dạ dày khi chúng ta ăn quá cay. Mới đây trên mạng xã hội cũng đã đăng tải clip một nam thanh niên ở Rạch Giá, Kiên Giang suýt nhập viện vì thử thách ăn mì cay cấp độ 7.